Dạ em chào chú, em chào anh Huyền Linh, em chào chị Cát Tường, em xin chào mọi người ạ. Em tên là Huỳnh Thị Diệu Huyền, em năm nay 28 tuổi, em hiện đang là điều phối viên sản xuất của công ty nội thất. Quê Em mình quê ở ở đâu? Bình Định ạ. Bình Định. Dạ. Chú chào em. Dạ em chào anh. Mình vô đây lâu chưa? Dạ em mới vào đây được hơn 3 năm ạ. Mới hơn 3 năm Dạ. thôi. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ em xin chào anh Linh, chào chị Cát Tường và toàn thể các chị cô bác có mặt trong khán phòng hôm nay. Em tên là Ngô Minh Phương, em 30 tuổi. Quê quán thì em đến từ miền đất Võ, Bình Định luôn. Ồ, hay quá, trùng hợp quá vậy. Công việc hiện tại của em đang làm là kỹ sư về công nghệ thông tin ạ. Phương ơi, em hỏi bên kia coi ở huyện nào, xã nào Em ở Bình coi. Định, ở huyện nào em? Dạ em ở thành phố Quy Nhơn anh. Anh Rồi. là ở đâu ạ? Dạ em cách anh khoảng 80 cây. Anh thì ở Hoài Nhơn ạ. Bình Mình có Nhơn. chung chữ Nhơn ạ. Nói chung cũng gần mà. Gần lắm em, yêu thì ở đâu cũng gần. Biết võ không em? Em hả chị? Dạ biết chị. Võ của em là võ bảy trọ chị ạ. Bạn gái biết võ không? Em biết võ chạy. Bỏ chạy. Dạ. Bên đây bảy chỏ là bỏ chạy đó. Điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì nè? Dạ. Em tính tình khá là dễ tính, thích nghi được với môi trường rất là tốt, linh hoạt. Nhưng mà ưu điểm của em á là bị cái bệnh lười. Ưu điểm á Và hả? nhược điểm ạ. À. Nhược điểm của em bị cái bệnh Ủa lười là lười cái gì? Lười trong công việc hay lười làm lười. biếng, giặt giũ, dọn dẹp? Dạ không. Dạ lười làm việc nhà. À vậy em ở đây là ai làm việc nhà? Dạ toàn em làm lần. Tuần làm lần. Dạ. Sau này về anh làm giúp cho em, anh xin Có lắm. mới nói nha. Dọn dẹp là giặt đồ, rửa chén, lau nhà, nấu cơm rồi đúng đó ngang. Dạ lao động là vinh vang mà chị, làm hết. Biết nấu ăn luôn hả? Dạ biết chị. Hay quá. Vậy ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Em kể luôn đi. Em thì có ưu điểm cũng nhiều và khuyết điểm thì cũng nhiều. Em là một người rất là, nói chung rất là thân thiện. Em rất dễ gần với tất cả mọi người, tất cả mọi lứa tuổi luôn, người lớn, trẻ em, người già, nói chung là em bắt chuyện và nói chung là giao lưu. Thứ hai nữa là về ưu điểm như em đã nói thì em có thể làm tất cả mọi công việc mà cái người phụ nữ làm, ngoại cái trừ về sinh đẻ thì em làm được thôi, còn tất cả em làm được hết. Và về cái ưu điểm thứ ba nữa là em rất là đam mê về âm nhạc, tất cả các thể loại luôn, nói chung là nhạc gì em cũng hát được. Rồi về thể thao thì em chơi được các cái môn như là tennis hay là billard hay bida chẳng hạn. Và ưu điểm nữa là em không biết hút thuốc, em không biết uống cà phê, nhưng mà em biết nhậu. À, cũng quá chà mấy kìa. Nhậu dữ hơn, nó nhậu nhiều không? Dạ nhậu thì nói chung là cũng tùy hứng anh, vui thì uống 2 chai 3 chai, lúc lúc buồn thì uống 5 7 chai, nhưng mà em uống là có một cái chừng mực. Đó là ưu khuyết điểm hai bạn. Còn bây giờ bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Bạn nữ phải cao khoảng tầm 1m54 trở lên, nặng thì tầm khoảng 47 kg, thì nói chung là có da có thịt tí, khuôn mặt thì ưa nhìn. Và cái điểm quan trọng nhất của em đối với em là cái người phụ nữ đó là họ phải phải chân thành. Đó. Yêu là yêu cho đến chết thôi, chứ không có đứng núi này trông núi nọ. Ghê quá, yêu tới chết luôn. Dạ. Còn em thì sao? Em à, đối với người yêu của em thì em cũng chỉ cần người đó thẳng thắn, chân thật, chia sẻ có gì nói đấy. Rồi Rồi sao nữa em, có nói cái hết chuẩn lòng mình người, đi. có cái mẫu người, muốn mong muốn như thế nào cứ nói hết ra luôn đi. Em cũng được mấy sáu lòng, cho nên là em mong bạn trai của em thì cũng cao hơn em là khoảng 1m7, tướng người cũng cao ráo, không cần đẹp trai nhưng mà gọn gàng sạch sẽ. Gọn gàng, sạch sẽ. Khoảng nhậu thì em có thể tiếp được cho nên không vấn đề. Em cũng không thích trai hút thuốc. Bên đây không Tốt hút rồi, vậy tốt thuốc. rồi. Dạ em nghe thì em cũng chấm được mấy khoảng. Bao nhiêu phần trăm? Dạ chắc được khoảng 60. 60% hả? Dạ. Ít như vậy hả? Nhìn mặt rồi đoán tiếp. À, nhìn mặt đoán tiếp đúng không? Dạ. Em ghét gì nhất mà những cái tật xấu người đàn ông? Keo kiệt anh. Em khá là phóng khoáng nên là đối với con trai mà keo kiệt mà kiểu chi li từng chút là em không chịu được. À, cái đấy khoản này em an tâm, anh là rất là thoáng á. Khoáng đúng không? Dạ dạ đúng rồi. Ôi em cũng thoáng, anh cũng thoáng rồi ai giữ tiền. Dạ. Không, mình thoáng mà mình thoáng đúng chuyện em, chứ không phải là chuyện gì mà đúng thoáng. Đúng rồi. Em có mấy mối tình rồi em gái? Dạ em có 2 mối tình rồi. Mối dài nhất là nhiêu? Dài nhất được 3 năm, Ừ. ngắn nhất thì được 2 năm. Tại sao chia tay? Lúc đó em vẫn còn trẻ, em À. vẫn muốn bay nhảy nên là em chưa có ý định lập gia đình. Làm tự chia tay. Nói chung bên kia họ cũng hối quá nên thôi Họ em chia hối chia tay. tay hả? Không, họ hối đám cưới. Em sợ quên rút. Trời đất Trời ơi, đợt này là người ta muốn yêu là yêu tới chết đó. Bây giờ chắc chuyến này là yêu là ơi. cưới không? Em tìm người để đi cùng em tới hết đời. À. Chứ không phải là chỉ đơn giản là để cưới Được không thôi. em, đi hết đời không? Được anh, được anh. Được Người bên rồi kia đó có em. mấy mối Được. tình rồi, bạn trai? Dạ em thì
Mối tình chính thức thì có hai chị. Còn râu ria thì cũng một vài. Trời ơi. Mối tình đầu tiên của em là thời đại học á. Mối tình đó quen khoảng tầm 6 tháng. Còn cái mối tình gần đây nhất là lý do sao chia tay? Mối tình mà gần đây nhất là em quen được 2 năm. Nói chung là cũng có nhiều cái điểm. Thì em chào chị. Có nhiều cái điểm nó không có hợp. Cô ấy là muốn em là phải giống như là phải sống theo cái lối sống của cô ấy áp đặt. Rồi chia tay luôn. Cái đó chưa là cái nguyên nhân chính. Mà cái nguyên nhân chính là bố mẹ cô ấy tìm cho cô ấy một cái công việc ở ngoài Quảng Ngãi. Em định là lập nghiệp ở đâu? Bây giờ lấy vợ thì mình sẽ ở đâu? Lập nghiệp ở đây ạ. Ở đây. Ủa em định lập nghiệp ở đâu? Hiện tại em đang làm việc ở đây. Quê thì em ở đây luôn. Ở đây luôn. Là không có ai có ý định về quê hết đúng không? Dạ. Về già rồi tính. Em cao mét nhiêu? 6'7". 6'7", bớt 3 phân được không em? Dạ được. Được. Trời, bên này cô cao lắm nha. Em mang giày cao gót được. Em mang giày cao gót được hả? Là lên 1m7 liền à. Lên 1m7 luôn. Dạ. Trời ơi, nấu ăn rồi được hết, mang giày cao gót được luôn. Vậy phải coi lại giới tính nha. Men, chăm Man. Chăm. Bây giờ quen bao lâu thì tiến tới hôn nhân? Em thì cũng lớn rồi. Bạn bè em thì nói chung có con có cái tùm lum hết rồi. Thì em muốn là nói chung càng sớm càng tốt. Công việc ổn định chưa? Dạ công việc của em có dành dụm được gì chưa? Dạ cũng có được chút rồi chị. Có dự định chừng nào mới mua được nhà ở trong này không? Hiện tại giờ em chưa có vợ thì nói chung em làm được bao nhiêu thì em tiêu. Không có người phụ nữ thì cái tiền nó đi một cách nói chung nó chạy đường nào em. Theo em như bây giờ thì bao nhiêu lâu lấy vợ xong bao lâu nữa mới mua nổi một cái căn nhà ở trong theo này? Theo em thì nếu mà mua nhà mua đất ở đây thì cũng phải có hai người phải cùng lại tích góp. Thì bao năm, mấy năm? Em nghĩ khoảng tầm 3 đến 5 năm. Đó, mình phải có một cái kế hoạch như vậy. Cái tương lai mình vậy, bạn gái nghe ta mới yên tâm. Nãy giờ nghe hết rồi, bạn trai chia sẻ rồi gì? Chị muốn nghe thêm ý kiến người thân của mình. Hôm nay em đi với ai nè? Hôm nay em đi với anh và bạn của em ạ. Xin chào anh. Xin chào anh Quyền Linh cùng chị Cát Tường. Xin anh chào bạn trai. Dạ anh rể. Anh rể. Thì em đến cổ vũ cho Huyền. Thấy cái bạn trai bên này thì rất là điềm đạm. Và nói chung là rất là phù hợp với em gái mình. Hai bạn đến với nhau thì cũng đó là một mối lương duyên nên anh ủng hộ cho hai bạn. Dạ em cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Còn anh trai đi với ai? Dạ em đi coi với em gái ạ. Em gái bên anh rể, bên em gái, em ruột hả? Dạ em ruột. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào em, chào chị Diệu Huyền và chào tất cả khán giả. Em thấy chị Huyền thì xinh đẹp, chung là cá tính á, hợp với anh của em. Anh của em thì ảnh chung là ảnh hiền lắm. Thì chương trình này thì em bảo ảnh là ảnh đăng ký để tham gia đó. Thì em hy vọng là hai anh chị sẽ cho nhau cơ hội để mình tiến xa hơn. Rồi. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn em gái. Mình đăng ký lâu chưa em trai, Phương? Cái này em gái đăng ký chắc khoảng tầm hơn năm. Hơn năm rồi. Dạ. Lâu ha. Tại bên vì này... hồ sơ chúng tôi rất là nhiều. Khi các bạn đăng ký có nhiều hỏi tại sao phải đăng ký lâu như vậy. Có nhiều người đăng ký tới 3 năm, 4 năm. Tại vì cái yêu cầu của các bạn rất là cao. Thí dụ như chân dài 1m8, mũi dài 1m1 hay gì đó, thì ra tôi tìm rất là lâu. Có duyên nhau thì hai cái hồ sơ nó gần như tương đồng với nhau. Đó là lý do là rất là lâu ha. Bây giờ chúng ta sẽ mở cửa hàng rào ra để cho cặp đôi có thể gặp nhau và trò chuyện nha. Mở cửa. Cửa rào đã mở. Dạ chào anh. Lần đầu em có món quà tặng em. Em cảm ơn anh. Mình đứng sát với nhau coi các bạn. Sao nào? Em không mang giày cao gót. Hợp lý không? Mọi người thấy sao? Cũng đâu có thấp gì lắm đâu đúng không? Không cần mang giày cao gót anh trai. Nãy bạn nói hát được đúng không? Dạ. Hát để gây cảm tình ngay từ những giây phút ban đầu. Hôm nay thì gặp em ở đây cũng là một cái niềm vui. Thì anh xin hát gửi em một bài hát. Lâu đài tình ái á. Cho em đứng hát á, em ngồi hát cũng được. Em đứng em hát cho cô gái bên kia rồi đó. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ có may kết thành lâu đài. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian. Anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh kinh cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua con vẫn vươn bao hồn hoa. Hay rất là phiêu linh. Đúng rồi, em hát hay hơn nữa. Hả? Nhưng mà em hơi rung. Hơi rung ha, đúng rồi, vậy là hay lắm rồi em. Tới bạn gái. Thử. Dạ, em cũng hay đi hát karaoke thì em cũng chỉ hát được mỗi bài này thôi. Rắm mai nhung chén chua cay này,
lêu bêu như gã du ca buồn, lang thang bước với nỗi đau, với trái tim ta tận nguyện. Ta đang lâu đài tình ái ngon lành với nhấp hai chén chua cay luôn, trái tim tật nguyền rồi ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay, các bạn có 2 phút bắt đầu. Thì lần đầu tiên gặp em á thì không biết em cảm nhận về anh như thế nào. Em cũng không có phán đoán nhiều về cái nhìn đầu tiên. Trong qua giọng nói của anh thì em cũng cảm giác là anh khá là chín chắn, chững chạc, khá là tốt cho cái tính của em nhiều. Cảm ơn em. Dạ. Nếu mà hẹn hò thì em thích hẹn hò ở những nơi nào? Cho em hỏi là anh ở đâu ạ? Hiện tại thì anh đang ở Tân Bình. Em cũng ở Tân Bình. Dạ, anh ở đường Nguyễn Mại, ngay chỗ công viên Hồ Văn Thụ luôn. Em thì ở gần đây, nói chung là trong quận thì cũng gần. Em thì cũng không có thích là đi uống cà phê nhiều hay là xem phim nhiều. Nhưng mà lâu lâu gặp nhau rồi, nếu anh rảnh thì anh nấu cơm cho em. Ok em. Dạ, em cũng không có thích đi ra ngoài nhiều. Em là ít đi đúng không? Dạ, còn em anh, đi. Anh thì đi nhiều lắm. Thế anh lại đi công tác nhiều ạ? Công việc của anh thì 80% là ở thành phố Hồ Chí Minh, 20% thì ở các tỉnh. Thế một tháng thì anh đi khoảng bao nhiêu phần trăm? Thì tùy thuộc vào cái công việc của công ty. Có tháng thì chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Đa số bây giờ đi tỉnh là cũng ít, tại vì nhân viên của công ty cũng khá là nhiều. Thì hôm nay người này đi thì hôm khác người khác đi. Đưa ra một giải pháp chuẩn bị đám cưới coi làm sao. Phải có một cái danh sách khách hàng nè, bạn bè, người thân. Đó, phải có tiền. Khoảng nhiêu? Khoảng tầm 150 á. Em không muốn cưới xong mà về đổ nợ đâu. Có đủ 150 không kìa. Thông báo cho gỗ luôn đi. An tâm đi, em không đổ nợ đâu em. Bây giờ anh tính được mà. Dạ. Tiền bạc ai giữ? Cái quan điểm của em là cái người phụ nữ giữ tiền là tốt nhất. Nữ giữ tiền thì họ sẽ biết cách chi tiêu. Còn đàn ông giữ tiền thì nó tiêu phá nhanh, như em là giữ tiền là em nhanh lắm. Ai cũng nói vậy hết trơn á. Tới chừng về vợ giữ quạo. Em giao tiền cho vợ, rồi mỗi tháng em lấy là bao nhiêu phần trăm? Chứ không lẽ em giao hết hay là em có quỹ đen hay không? Nếu mà yêu nhau rồi thì sẽ có một cái thỏa thuận á. Đúng rồi, nhưng mà tụi anh muốn thỏa thuận đây để ghi vào, gọi là cái bằng chứng. Bao nhiêu, bao nhiêu? Em lấy ra, rồi em coi là không có cãi nhau nữa. 70-30. Đó, 70-30. Thiếu xin thêm. Còn vụ thiếu xin thêm nữa. 30 là nhiều rồi đó. Theo như tôi là 80-20 thôi. Cũng được chị, nhưng mà ví dụ như mình mỗi lần ví dụ như đi gặp khách hàng hay là đi chơi với bạn bè thì có thể cho anh xin thêm, cho anh xin ít. Ok là được. Em thì em không có giữ tiền của anh đâu. Hả? Em giữ thẻ thôi. Giữ thẻ thôi. Được. Được, được, được. Được. Nói tóm lại đây là một chuyện hết sức nhạy cảm, bởi vì các bạn có biết không, thường những cặp yêu nhau lúc đầu thì rất là ok, nhưng sau đó yêu nhau thời gian lấy nhau rồi bắt đầu tiền bạc nó có vấn đề là hay bị xích mích chuyện này lắm. Nên chúng ta ở đây á, chúng tôi muốn các bạn rõ ràng ở đó để sau này các bạn không có cãi nhau về chuyện đó nữa, cứ thế mà làm. Rồi bây giờ mình tính cái kế hoạch bao lâu nữa thì mình kết hôn. Nếu mà quen nhau thì em tính khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn được? Em cũng nói chung ba mẹ em thì vội rồi, nhưng mà em vẫn chưa có vội, bởi vì cái gì vội thì dễ hỏng lắm. Chắc qua năm sau, đầu năm sau là được. Vậy là cũng nhanh rồi. Bạn trai theo kịp không? Dạ được ạ. Vậy hai bạn bây giờ chúng ta hãy nhìn thẳng vào mắt nhau, nói với nhau một điều gì đó ngắn gọn, xúc tích. Cho anh được nắm tay em đúng không? Rất là mạnh mẽ. Anh và em đã trôi dạt bao nhiêu năm, hôm nay mình mới có dịp được gặp ở đây. Thời gian vừa qua thì chắc chắn là giữa em hoặc là anh là mình sẽ có nhiều sự lựa chọn, nhưng mà cái duyên nó không đến. Mình đã đến đây thì em là bến đỗ, anh là thuyền. Anh muốn em là một cái bến đỗ để anh có thể neo thuyền ở đây. Thuyền hết. Em không muốn em là thuyền, em không muốn là bến đỗ. Em là thuyền. Thế là anh đi đâu em đi đây. Có thuyền, có bến đỗ, quan trọng là cái dây buộc thuyền nó có chắc hay không thôi. Hãy suy nghĩ thật kỹ, quyết định bấm nút hay không là do quyết định của các bạn nha. Bấm là mình phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Rồi, hai bạn. Rồi, hãy đứng sát vào nhau. Hai bạn. Chúng ta yêu là nói là yêu ha. Không yêu thì nói một lần cho xong. Rồi bây giờ thì chúng ta chúc mừng cho họ. Và bắt đầu từ giây phút này các bạn không rời nhau nhé. Anh cho anh xin được hôn em. Ông này ông rất là quyết liệt. Được. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành tặng cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi
từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng nhãn hiệu Senton. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng với thương hiệu Atlantic với tổng phần quà là 7 triệu đồng. Cảm ơn. Phần quà đặc biệt là một chiếc Max TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV rất tiện lợi. Em cảm ơn anh ạ. Dạ thì qua cái chương trình này thì em cũng cảm ơn ban biên tập cùng với MC Quyền Linh và Cát Tường đã tạo một cái cơ hội để cho tụi em được gặp nhau. Thì em luôn chúc cho chương trình luôn phát triển và thành công trong tương lai. Rồi, thay mặt chương trình cảm ơn hai bạn. Quà của bạn rồi. Đây đúng không? Những cái lời nói, những hình ảnh các bạn sẽ mãi mãi lưu vào cuộc đời các bạn nha. Nhớ thực hiện những cái gì mà mình đã nói và làm đúng những gì mình đã hứa. Chúc các bạn hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn. Rồi, chúc mừng hai bạn.